núi Tà Dung đẹp quá ha. Rẽ trái là lên thị trấn Ma Lâm. Cái con đường này mà chạy thẳng lên tới thị trấn Ma Lâm thì có cái tên là Nguyễn Thị Minh Khai ha. Sau khi qua khỏi cái chợ Sa Ra thì mọi người sẽ đến ngã ba Tà Dung, đi thẳng là thành phố Hồ Chí Minh 210 km, còn rẽ trái ra Mũi Né là 25 km. Đây đây mọi người, chợ Sa Ra. Nha. Lời đầu tiên thì chúc mọi người sức khỏe dồi dào nha. Hiện tại thì mình đang di chuyển trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận nha mọi người. Thì địa bàn của xã Hàm Đức này nằm cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 12 km và cách thị trấn Phú Long khoảng 3 km. Vừa nãy thì mình mới vừa chạy qua khỏi địa phận thị trấn Phú Long. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ những cái con đường, những cái cảnh vật, phố xá ở địa bàn xã Hàm Đức này cho mọi người xem cơ sở hạ tầng và sự phong phú dân cư ở đây như thế nào mọi người. Các bạn nào xa quê thì xem cho vui nha, xem lại coi thử cái nơi mà mình đã từng sinh ra và lớn lên như thế nào, bây giờ là có thay đổi gì hay không. Trên cái đoạn đường này thì chút xíu nữa mình sẽ chạy đến ngay cái ngã ba Tà Dung. Phía trước mặt mọi người là núi Tà Dung này. Ngọn núi này cũng khá là lớn. Buổi sáng hôm nay trời nắng đẹp ha, mây trong xanh. Bữa giờ thì cũng trải qua một vài cơn mưa rồi, cho nên là cây cỏ cảnh vật xanh tươi xanh tốt. Khu vực này là thuộc địa bàn thôn 5. Từ
cái vị trí này đi ra tới Tuy Phong là khoảng 79 km nữa nha mọi người. Bên tay phải mình có một cái ngôi trường, phía trước có những cây xà cừ rất là lớn và rất là mát luôn. Trường Trung học cơ sở Hàm Đức. Chạy đến đây là thôn 4. Hồi nãy mình vừa chạy qua cái quán sen rồi, quán cá lóc. Quán cá lóc sen là khi lúc trước là rất là đông khách luôn, cách đây khoảng 5-7 năm gì đó. Bên này có một cái công ty rất là lớn, thấy xây cái nhà vòm rất là lớn luôn, rất là rộng, công ty Cao Xin. Thấy cái ngọn núi Tà Vô này rõ hơn, nó nằm sừng sững trước mắt. Sau bên trong kia là những cái rừng dừa, nhìn những cái rừng dừa này giống ở xã Thiện Nghiệp của Phan Thiết quá ha. Tà Vô đẹp quá ha. Tới cái ngã ba này là để trái lên Ma Lâm nè, 8 km. Chỗ này có ngã ba nè mọi người, đó để trái là lên thị trấn Ma Lâm. Hướng mà xe đang di chuyển lên là hướng từ thành phố Phan Thiết đi ra đó mọi người. Mình đang đứng ngay cái ngã ba mà từ thành phố Phan Thiết đi lên đó, để bên tay trái lên thị trấn Ma Lâm. Bây giờ mình sẽ di chuyển qua tuyến đường đó qua chút xíu cho mọi người xem ha. Cái khu vực này thuộc thôn 3 của xã Hàm Đức. Cái con đường này mà chạy thẳng lên tới thị trấn Ma Lâm thì có cái tên là Nguyễn Thị Minh Khai ha. Đường cũng khá là rộng, mới kể lại cái vạch sơn nè. Đây là lần đầu tiên mà mình di chuyển trên cái con đường này luôn mọi người. Hai bên là đồng ruộng và những cái trang trại thanh long. Con đường liên thôn liên xã này phải nói khá là đẹp ha, rộng rãi, trái nhựa phẳng lì luôn.
chạy chút xíu nữa là đến quốc lộ 28 thuộc thị trấn Bà Lâm rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ quay trở lại trung tâm của xã Hàm Đức nha. Mời mọi người tiếp tục di chuyển theo chân mình ha. Chút xíu nữa chạy tới ngay gần cái núi Tà Dôn á, chia sẻ một số hình ảnh núi Tà Dôn cho mọi người xem ha. Ở phía bắc thì có núi Tà Dôn, ở phía nam thì có núi Tà Cú. Kết thúc chỗ này thuộc vào thôn 2 của xã Hàm Đức nha mọi người. Đa số dân cư là tập trung hai bên đường rất là nhiều. Sát bên đường có cái mặt tiền thuận lợi cho việc kinh doanh làm ăn buôn bán ha. Người dân địa phương hoặc là người dân ở Bình Thuận mình thường hay gọi cái khu vực chỗ này là Sara. Phía bên tay phải mình có một cái ngôi chợ Sara nè, chợ mới nè. Sau khi qua khỏi cái chợ Sara thì mọi người sẽ đến ngã ba Hà Dung. Ở đây rẽ phải ra mũi né là khoảng 26 km. Đoạn đường này chúng ta đi ra mũi né nè, đó. Từ đây đi ra tới xã Hồng Phong. Mũi né thì mọi người tới cuối địa phận của Hàm Đức nó có một cái ngã ba nữa nha. Ngã ba mình rẽ phải theo DT715 là sẽ ra tới mũi né, còn chạy thẳng luôn là mọi người đi ra Bào Trắng luôn cũng được đó. Phía bên tay trái nè mọi người là núi Tà Dôn nè. Chỗ này thì hơi bị khúc những cái dãy nhà. Hiện tại thì cái ngọn núi Tà Dôn này được khai thác bởi hai công ty lớn của Bình Thuận chuyên cung cấp đá vật liệu xây dựng và bê tông. Đá, sỏi, sạn các loại và chỉ cung cấp bê tông á, bê tông đổ bê tông và nhựa đường. Công ty cổ phần Tà Dôn thuộc tập đoàn Rạng Đông. Cái bãi xe, những xe bồn trộn bê tông, xe ben, xe khẩu, xe múc.
ngang cái đoạn này nghe tiếng về kêu thấy thích thú ha. Cái thời thơ ấu, thời còn học sinh, mỗi lần mà nghe tiếng ve là mùa hè sắp đến là thấy rất là thích thú luôn. Sau một năm học mà được nghỉ hè, được vui chơi. Ngọn núi Tà Vâu nè mọi người. Bên này là cái bãi vật liệu nè. Cái này sau khi người ta làm xong thì gạch, cát, đá, sỏi nè. Bên này nguyên có nguyên một cái nhà máy đốt gạch luôn. Gạch không nung. Đã chạy xa ra chút xíu thì mọi người mới thấy trọn vẹn được cái ngọn núi. Đây là cái hướng mà chúng ta quay trở lại trung tâm xã Hàm Đức mọi người. Tuyến đường này xe tải xe ben chạy rất là nhiều. Thứ nhất là rất là bụi bặm, thứ hai là khá là nguy hiểm tại vì đường cũng khá nhỏ chứ không có rộng lắm đâu. Rất là bụi luôn. Đây là cái nhà máy nghiền đá. Đá sau khi người ta lấy ở trên núi về là bắt đầu bỏ vô những cái máy nghiền như thế này. Tùy theo kích cỡ. Có những cái xe ben mà xe ben theo kiểu đầu kéo, cái bình thùng rất là lớn luôn, chở được nhiều, chở cát sỏi đá là hàng chục tấn. Đến cái đoạn này là chúng ta ra lại quốc lộ 1A nè, phía trước đối diện là có cây xăng. Để trái thì mọi người đi vào lại thành phố Phan Thiết, còn để phải tiếp tục di chuyển thì ra hướng Phan Rang, Nha Trang, miền Trung. Để ngoài này nhìn vô cái núi Tà Vâu rất là rõ luôn nè. Trên quốc lộ 1A luôn, theo cái hướng này thì mọi người chạy ra khoảng đâu còn chục cây số nữa là sẽ tới tới cây Bằng Lăng. Cây Bằng Lăng thì thời điểm này chuẩn bị nở hoa rồi mọi người, năm nào cũng vậy á, thời điểm này là chuẩn bị nở hoa. Và tới cái tháng mà nó nở rực nhất là trong khoảng tháng 6,
năm nào mọi người cũng tập trung ở đó để chụp hình check in các chị em phụ nữ. Phía bên hông núi Tại Vô dọc đường quốc lộ này có những cái quán ăn, quán cơm này. Cái view này mọi người nhìn rõ cái ngọn núi Tại Vô hơn ha. Cái phong cảnh chỗ này rất là đẹp luôn. Xung quanh đây là những cái cánh đồng lúa nè, đó. Những cái ruộng lúa xanh mướt. Phía ngoài này là đường quốc lộ 1A nè mọi người. Khu vực này là thuộc địa phận của xã Hồng Sơn rồi nha mọi người. Mình chỉ chạy lén qua chút xíu thôi. Chứ cái ngọn núi Tại Vô này thì vẫn thuộc của xã Hàm Đức. Mình chạy ra đây để cho mọi người xem cái view nó, thấy được cái ngọn núi Tại Vô này nó rõ ràng hơn. Ở trên kia có một cái tháp nữa, quý mọi người có thấy hay không à? Đó. Mùa này bắt đầu qua mấy cơn mưa bắt đầu là cây ở trên đó bắt đầu nó xanh. Mấy bữa mình đi mình thấy nó vàng khè luôn. Phía bên kia thì cũng có một cái mỏ khai thác đá này. Trang Phan Rang vào á thì đến đây nè, đến đây mọi người sẽ thấy một cái tấm bảng màu xanh có mũi tên đây, đi thẳng là thành phố Hồ Chí Minh 210 km, còn để trái ra mũi né là 25 km đây. Đây mọi người, phía này có cây phượng nữa, đẹp quá ha. Bên tay phải thì có cây xăng, còn bên tay trái mọi người rẽ ra đây là đi ra mũi né và màu trắng. Bên này có cây xăng nè đó, còn hướng đi thẳng là vào thành phố Phan Thiết và vào thành phố Hồ Chí Minh. Kia là ngọn núi Tại Vô, đây là khu vực trung tâm của xã Hàm Đức nha mọi người. Phía chỗ này là cái khu chợ nha mọi người, chợ Sa Ra. Giờ này thì bà con đi chợ cũng khá là đông, giờ này khoảng 9 giờ mấy sáng thôi. Phía bên tay phải mình là có một cái ngôi trường. Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Linh. Ba mà hồi nãy đầu video mình nói này nè, rẽ qua cái đường này là lên Ma Lâm, còn đi thẳng là thành phố Phan Thiết 11 cây số. Hướng lúc này là còn tới cái quán cá lóc sen này. Lúc trước
đông khách lắm chứ. Người dân ở Phan Thiết rồi cứ chiều chiều là chạy lên đây ăn đây nè, quán sen nè. Bây giờ quán sáng người ta mở nhiều quá, người ta cạnh tranh, quán giờ cũng lỏng khách rồi. Chạy khoảng 2-3 cây số nữa là đến thị trấn Phú Long nha mọi người. Thì qua video này thì mình chia sẻ một số cái hình ảnh về xã Hàm Đức cho mọi người xem ha. Và những ai mà người con của dân Hàm Đức thì xem lại video này cho vui. Và đồng thời là xem cho đỡ nhớ nhà nha mọi người. Xin cảm ơn quý khán giả, quý anh chị và tất cả các bạn đã bỏ thời gian theo dõi video. Mong mọi người cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký nha. Chúc mọi người sức khỏe, dồi dào. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.